Hello, chào các bác nhá. Đấy, các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Gửi lời chào, lời chúc sức khỏe cũng như là niềm vui và hạnh phúc tới quý cô bác. Thì cũng như lần trước các bác nhá, cái lô kéo gà lần trước em quay lên 50 con thanh lý là hết rồi. Đấy, hôm nay thì em lại tiếp tục xả các bác nhá. Đó, hôm nay thì em thêm cả cái kéo gà to nữa. Kéo bé này thì của Đức này, kéo to này thì của Nhật này. Cộng với lại cái mài ba khe của Nhật luôn các bác nhá. Thì em sẽ lên video giới thiệu chi tiết. Các bác xem kênh thì đừng quên cho Phạm Huấn xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp nha. Đó, hôm nay thì bên em về ngập tràn luôn các bác nhá. Xả xả và xả cho các bác luôn. Đấy, giá thì cực kỳ là hạt rẻ luôn các bác nhá. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Em sẽ đi vào chi tiết luôn các bác nhá. Đó. Đấy, vâng các bác nhá. Đó, các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới các số hotline của bên em đây này. Đó. Riêng cái kéo gà này thì các bác mua từ hai con trở lên là bên em sẽ miễn phí ship các bác nhá. Đó, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Đấy thì em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Đó, đây các số hotline của bên em. Đó, từ hai con trở lên bên em sẽ miễn phí ship nhá. Đấy, đầu tiên thì em lên cho các bác cái con hàng bé của Đức này. Đấy, con này thì bên em đang bán là 250k. Đấy, hôm nay bên em sẽ xả kho thanh lý cho các bác luôn, 150k một con. Đó, xả kho thanh lý nốt. Đấy, lô em về là hơn 500 con thì em sẽ thanh lý dần. Hôm trước là thanh lý hết 50 con rồi. Hôm nay thì cái lô này về lại được 100 con thì lại lên cho các bác này. Đó. Hàng made in Germany các bác này. Đó, kéo gà của Đức các bác nhá. Đấy, con này cắt thì cực kỳ là ngon luôn. Của nó thì hàng là ba chức năng, bao gồm là cắt gà, cắt xương gà, xương cá này, thịt gà này, cắt cá này. Rồi các bác có thể là đánh vảy cá được luôn. Cái phần dưới này các bác dùng để đánh vảy cá các bác nhá. Đấy, còn cái phần trên này thì các bác dùng để kẹp mà tôm cua ghẹ này. Đấy, cho vào đây kẹp cực kỳ là ngon luôn. Nhà có tôm cua ghẹ cho vào đây kẹp rất là ngon các bác nhá. Đó, thì hàng đa chức năng. Đấy, đánh vảy cá, cắt gà, cắt cá rồi tôm cua ghẹ luôn các bác nhá. Đó. Thì con này bên em đang bán là 250k. Đấy, 250k, hôm nay bên em sẽ xả kho thanh lý cho các bác là 150k. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con kéo gà của Nhật này. Đó, của Nhật đây. Đấy, con này thì bên em đang bán với cái giá là 250k, nó là dòng kéo to. 250k hôm nay bên em sẽ xả kho thanh lý cho các bác còn 230k các bác nhá. 230k một con. Cũng xả kho hết lượt luôn các bác nhá. Đó. Thì đây, hai con nó khác nhau rất là nhiều các bác nhá. Đấy, cái con hàng của Nhật này thì nó to, nó dày mình hơn, chắc chắn hơn. Đó. Còn cái con của Đức này thì nó mỏng hơn. Đó, chất lượng độ sắc bén thì như nhau, nhưng mà do nó là hai dòng dày mỏng khác nhau cho nên là cái giá nó cũng khác nhau. Đó, thì con này hôm nay bên em sẽ xả thanh lý cho các bác 150k một con. Đó, kéo gà hàng của Đức là 150k. Đó, còn con hàng của Nhật này là xả thanh lý cho các bác là 230k. Đó. Hai con này thì đều có các cái chức năng bao gồm là đánh vảy cá này, cắt gà, cắt cá này. Đó, cắt gà, cắt cá này rồi là kẹp ghẹ các bác nhá. Đấy, kẹp tôm cua ghẹ đây. Các bác muốn kẹp thì mình bóp ở đây đó, để kẹp tôm cua ghẹ, nói chung là rất là tiện dụng luôn. Hàng cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn các bác nhá. Đó. Thì bên em đang có hai dòng. Đấy, con hàng của Đức này thì bên em đang xả kho thanh lý là 150k một con. Đó, còn con của Nhật này thì bên em đang xả kho thanh lý là 230k một con. Đấy, hàng chất lượng khác nhau thì giá nó cũng khác nhau các bác nhá. Đấy, độ to, độ dày dẫn, độ chắc chắn này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con mài ba khe. Đấy, thì con mài ba khe này thì bên em đang bán với cái giá là 250k. 250k hôm nay trên video thì em cũng xả cho các bác là 220k các bác nhá. 220k thanh lý nốt cho các bác luôn. Đó. Đây, hàng made in Japan các bác này. Đó, made in Japan. Đấy, hàng nội địa Nhật các bác nhá, rất là chất lượng luôn. Thì bên này nó có ba cái mục là mài thô, mài mịn và mài bén. Đó, thì nó có ba mục như này. Đó, ba cái rãnh như này để các bác mà. Thì các bác chỉ cần đặt con dao vào như này là mình kéo đi là xong. Các bác đặt trên bàn bếp. Đấy, các bác cầm như này giúp kìa. Đó. Đây, các bác cầm như này, sau đó thì các bác cầm con dao các bác kéo qua như này. Đó là rất là ngon lành luôn. Mài dao ba khe các bác nhá, mài dao ba khe đang bán là 250. Xả kho thanh lý cho các bác là 230k một con. À 220k một con. Đấy, hàng made in Japan, thanh lý nốt cho các bác luôn. Đó, made in Japan các bác nhá. Đó. Mài dao ba khe. Đấy, thanh lý cho các bác là 220k. 220k các bác nhá. Đấy, còn kéo gà to 250, thanh lý là 230. Kéo gà to này là hàng của Nhật các bác nhá. Hàng của Nhật này, Japan này các bác này. Đó. Còn con kéo gà nhỏ này là hàng của Đức này, thanh lý cho các bác là 150k.
Đó, 150k một con các bác nhá, 150k một con. Đó. Đây, hàng em về có bấy nhiêu các bác nhá. Đấy, các bác xem kênh thì đừng quên cho Phạm Huấn xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, tiếp tục chương trình tri ân xả kho Thanh Lý. Đấy, bác nào mua từ 2 con trở lên bên em sẽ miễn ship các bác nhá. Từ 2 con trở lên bên em sẽ miễn ship luôn. Đó, xin chào lại quý bác anh chị vào video lần sau.